Đi vô cái thác này là phải xin cái permit trước nè. Có 2 đồng thôi. À, giờ đi giờ. Đi gì kỳ vậy? Đi gì kỳ vậy ông? Đó là nó có biết. À. Lặn lội phương xa để đi đến đây coi cái thác cho đây ở Oregon. Đây là thác nước nổi tiếng ở bang Oregon nè. Ba nó phải giữ thằng nhóc, có một mình đi leo núi thôi. Tiếp. Nó đâu có đẹp bằng thác Niagara Falls đâu, tại vì nó là cái điểm nhấn của cái tiểu bang. Đi coi cho biết. Gì? Gãy tay chi? Thôi con chơi đi, chơi. You want it? Yeah, my son. Đi về.